Đây, bắt đầu show cái đít ra. Quay đầu. Đấy, lại về với cái xứ Vĩnh Long nha anh em. Xứ Vĩnh dặm dài 4508. 4508 ở đây người ta xài hơi bị nhiều luôn á. Rất là chủng 4508. Đồng mé đây là đồng thấp 10 Đồng Tháp. Mà mình cũng không biết ở đây nó là xã gì hay ấp gì nữa, cũng quên để ý nữa. Vừa qua khỏi Phú Cường tới ganh thấp 10 đó, bỏ ăn cái đồng như là qua hai cây cầu đó. 4508 bánh dặn luôn, bánh dặn này đánh đường nước đây. Bánh dặm này, bánh dặm ở đây từ mét gửi cho lên không nha anh em, mét gửi mét sáu không à. Rồi Kubota 4508 sử dụng động cơ Kubota V2203 hay còn gọi là Kubota lốc xám đó, công suất 45 HP đó, dung tích là 2.2 cho nên gọi là 2203 đó. 22 là mã dung tích, 03 là cái dòng series 03 của động cơ. 8 số 2 tầng là 4 số, 2 số 540 và 750, nặng hình như cũng 1 tấn 2, 1 tấn 3 gì đó. Ở đây thì chạy Vĩnh Long này thì có người nào kỹ lắm thì người ta mới đánh mặt gam lên các bạn, còn không mấy thì để đồ ghiên chạy, để đồ ghiên chạy cũng năm này qua năm nọ, cũng có người chạy 5 6 năm 6 7 năm cũng không có vấn đề gì. Ở đây thì sơ dặm một tác là chạc xạ luôn đó. Đất ở đây đất lô, đất dày rồi, nó dày dày dọc giật vậy. Dây này mà dài, nếu mà dài chắc cũng cỡ 200-300 mét à. Này, bánh dặn lên đường nước. Bánh này gai 30 V4. Nói V4 thôi chứ mình cũng biết về mấy. Do hôm qua hỏi ông chú kia thì ông nói V4 30 gai. Quay đầu. Mang bánh dầm cho nên là đi xới nghịch, đi dòng nghịch, chạy lên đường cuối, con đường cuối. Đất này đất dây lô dài dài không, cho nên nó có cái đường đường nước giữa, đường nước chính giữa. Sơ ngắn ha, già này chắc mét tư à. Đây, bắt đầu show cái đít ra. Bốn năm không tám này hiện tại thì dòng đời mới đó là của Ấn Độ nha anh em, nó không có cái gì cải tiến, nó chỉ khác là dòng đời mới sản xuất năm 2020 với của Ấn Độ, cho nên tem nó hơi màu mè tí xíu thôi. Giá thì chưa biết, Việt Nam mình thì cũng đã có hàng rồi ở cái công ty gì, gì cái cửa hàng gì hình như ở Vĩnh Long hay gì đó, hay Trà Vinh gì đó. Hôm trước có bạn nào cho mình hay là có về cửa hàng rồi. Lốc xám bít tông 87 hành trình như là 98, 94 gì đó. Năm 2018, 4508 thì đùi chiền. Có này đùi chiền, đùi thẳng gì cũng mang quanh lòng láng hết. Sao không anh không mang bánh còn lớn nữa. Hồi rồi ẻn yến nó qua dập dìu dìu trời. Này cái dây đất nè, dài cỡ đó đó.
Thôi rồi có Yến rồi. Quay đầu. Chưa 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 tới bao giờ bờ dưới nữa, bờ dưới túi dưới kia nữa. Lắng mà bên đó thì chưa tới bờ nữa mà. Ừ chưa tới bờ nữa. Dưới đây có cái đường cộng đó, đường nhỏ. Nó bò qua cái đường nước dưới ruộng đó. Cắm cây nè, cây này cắm cây đánh dấu đường nước nè. Bè đi đi bánh này mình nếu mà đi vô đất lún mà cái bánh dài đi nhẹ, bánh ngắn, bánh ngắn lún một cái gọi là nghiến vừa, còn bánh dài lướt lướt ở trên. Nước qua nước. Bơi bơi luôn. Hú ho ho luôn. À, 4508 bản Việt Nam mình thì vẫn là Bét Kim nha anh em, chỉ có bản Thái đó là nó Bét Chung, bản Thái Bét Kim mới là DI. 4508 DI, chữ VN là chữ DI, chữ đó là Bét Kim. Còn bản thờ của nó là Bét Chung không à. Gần 30 quán nữa kích chịch luôn.